Và xin kính chào tất cả các anh chị các bạn. Hôm nay bên em xin giới thiệu một chiếc xe Daewoo Lacetti sản xuất năm 2009, số tự động, bản CDX. Em xin giới thiệu đây là xe Lacetti CDX, là bản đủ, có cửa sổ nóc la răng đúc, máy 1.6 AT, số tự động, biển Thái Bình, màu đen. Xe rất là đẹp. Em cam kết là không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước. Mua về là chỉ việc chạy thôi, không phải. Xe em đang để ở Bắc Ninh. Anh chị và các bạn nào mà thích những dòng này thì hãy liên hệ với bên em theo số điện thoại em để trên đầu video, 0945 404 805. Em đang bán với giá là 220 triệu, không thương lượng. Dành cho anh chị nào nhanh tay đến mua và xem trực tiếp, em có ra lọc một chút thôi, không nhiều. Xe đầu đít nguyên bản hết, bốn cánh cửa nguyên bản hết, số tự động, không mất phân keo chỉ nào. Đây bàn đạp, phanh và ga này vẫn còn nguyên những vết sẩn. Nội thất ghế da theo zin theo xe luôn. Cửa sổ nóc, số tự động, máy 1.6 thì rất là tiết kiệm xăng. Nội thất rất là đẹp. Nói chung xe này mua về các anh chị các bạn là chỉ việc chạy thôi. Khoang máy động cơ đây sạch sẽ, máy êm ru. Anh chị các bạn mà phía Nam, khu vực phía Nam thì sẽ tính thêm cái phí vận chuyển là 4,5 triệu, gọi là 5 triệu. Bên em đang bán với giá 220 triệu. Gọi là giá rẻ nhất ở trên mạng rồi, không thể rẻ hơn được nữa. Anh chị nào các bạn mà muốn có ý định mà muốn trả giá thì thôi xin hẹn con khác. Em xin nhắc lại là Daewoo Lacetti sản xuất năm 2009, số tự động. Bên em đang bán với giá là 220 triệu đồng. Xe rất đẹp, không một lỗi nhỏ. Vâng, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả anh chị các bạn. Xin chào tạm biệt. Mẹ nó.